cơ hội sở hữu đất nền ngay trung tâm hành chính, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, đầu tư ngay giai đoạn đầu, tiềm năng sinh lời cao. Vị trí dự án nằm ngay trung tâm hành chính huyện Cư Quyên, là nơi tọa lạc của hàng loạt các cơ quan hành chính huyện, tối cao như Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên, Công an huyện Cư Quyên, Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên, Trung tâm Viễn thông huyện Cư Quyên. Vị trí dự án cách trục đường huyết mạch quốc lộ 27 chỉ 700m. Quốc lộ 27 là một trong những tuyến quốc lộ quan trọng bậc nhất của tỉnh Đắk Lắk. Quốc lộ 27 là tuyến đường kết nối thành phố Buôn Ma Thuột đến sân bay Buôn Ma Thuột. Dọc theo tuyến đường là đến trung tâm huyện Cư Quyên, đến trung tâm du lịch huyện Lắk và thành phố du lịch Đà Lạt. Khu đô thị Cư Quyên Center gồm có nhà phố diện tích từ 175m2 đến 250m2 và biệt thự diện tích từ 345m2 đến 391m2. Đường rộng 12m đến 16m và 27m. Cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện. Hạng mục xây dựng gồm có đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, hệ thống cung cấp nước, hệ thống điện sinh hoạt và hệ thống chiếu sáng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Với vị trí chiến lược của mình, dự án đất nền Cư Quyên Center nói riêng và huyện Cư Quyên nói chung có tiềm năng phát triển to lớn trong tương lai. Tuy nhiên, giá trị bất động sản tại huyện còn rất rẻ. Điều này đã giúp thu hút rất nhiều nhà đầu tư tại thành phố Buôn Ma Thuột và các tỉnh lân cận đổ về huyện Cư Quyên tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư. Với vị trí giao thông thuận lợi, cách sân bay Buôn Ma Thuột 15 phút, nằm ngay trung tâm hành chính, gần ngay các tiện ích dân sinh, trường học, chợ, ngân hàng và đặc biệt giá còn rẻ. Đó là điểm nổi bật khiến các nhà đầu tư tìm về và đầu tư tại huyện. Từ vị trí dự án đi ra quốc lộ 27, anh chia chị quan tâm đến dự án, hãy kết nối với em qua số điện thoại
0342541547 để nhận thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị